Bộ Y tế vừa có công văn về hướng dẫn quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Y tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Y tế Bộ ngành. Theo đó, trên cơ sở thông tin phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến việc cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, các cơ quan quản lý y tế và các cơ sở tiêm chủng sẽ truy cập nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, thực hiện việc ra soát, phản hồi và cập nhật bổ sung thông tin chứng nhận tiêm cho người dân các cơ quan quản lý y tế và cơ sở tiêm chủng phải thực hiện việc ra soát và cập nhật kết quả xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 của người dân trong vòng 48 giờ kể từ khi hệ thống ghi nhận thông tin phản ánh của người dân.